Hello các bạn. Như tôi đã nói nhiều năm trước rồi, 6 năm nói là các bạn phải cố gắng học bơi tiên cá, bởi vì nếu không thành tiên cá được thì các bạn sẽ không thể tiến hóa và sẽ có rất nhiều thiên tai dịch bệnh hoành hành ngăn cản quá trình thành tiên cá của mọi người. Nhưng mà mấy em nhỏ hầu như chỉ nghĩ là tôi đang nói đùa, nói giỡn, và tôi nói là tôi nghĩ vậy bơi. Mà mấy em cũng nghĩ là tôi lại nói đùa. Đó là lý do năm 2019 là tôi đã bắt đầu nghĩ dạy bơi. Bởi vì sao? Dịch bệnh Covid-19 á, bây giờ tôi có khả năng nín thở 5 phút đi, tôi mà nhiễm cái dịch đó đi, nếu mà tôi là người bình thường như các bạn, khả năng nín thở của tôi chỉ giảm đi phân nửa liền, mất còn 2 phút rưỡi. Bởi vì cái con Covid đó nó sẽ ăn phổi của chúng ta, để cho chúng ta không thể nào tiến hóa thành tiên cá thích nghi được dưới nước. Đó là con virus của quỷ thần tạo ra để phán xét mọi người. Chỉ người thành tiên cá có sức khỏe, thoát khỏi bệnh tật như tôi thì mới không bị gì thôi. 25 năm tôi chưa hề bệnh cảm luôn, chỉ ăn bột nem bột ngọt mới bị bệnh. Đó là lý do tôi đã khuyên mấy em rất là nhiều rồi. Tôi đã nói rồi, tôi cần tình yêu chân thật, tôi cần nụ hôn của nàng tiên cá. Nhưng mấy em không thể thành tiên cá và cũng không thể cho tôi được nụ hôn đó. Mấy em không giúp tôi vượt qua được thử thách của quỷ thần thì họ phán xét mấy em thôi. Và bây giờ muốn làm tiên cá hả? Đâu được nữa mấy em. Hồ bơi cũng đóng cửa nè, mấy em không có thời gian tập luyện. Khi mà mấy em bắt đầu chống Covid-19, cho dù mấy em bắt đầu tiêm cái vaccine vô để diệt virus đó, thì mấy em đang đồng nghĩa với việc làm biến chủng virus, tạo ra một cái con virus mạnh hơn nữa vô cái cơ thể của tôi là người không thể bệnh tật. Nếu tôi tiêm cái vaccine đó vô, chắc chắn tôi sẽ tạo ra một cái biến thể mạnh hơn cho con virus Covid-19. Nên đó là lý do tôi không thể nào tiêm vaccine và cũng không thể nào giúp cho các vị thần sở hữu được cái năng lực mạnh hơn nữa, tạo ra con virus khủng khiếp hơn nữa để phán xét nhân loại. Mặc dù là tôi là người không thể nào bị bệnh tật. Thì được biết là hàng xóm nhà Tây Ôn, cái bà bán nước gần nhà ở cổng cư xá Đô Thành, bà đang là F2 và con trai của bà là F1. Từng làm việc với tôi, từng hỗ trợ tôi quay một số video clip về tiên cá cho các bạn vào năm 2017. Và khi em ấy là bắt đầu làm việc cho tôi xong, em ấy có một cái cơ hội, đó là một cái công ty IT nổi tiếng nhận em ấy về làm. Và mấy trở nên rất là giàu có, một tháng kiếm được 5-7 ngàn đô la là chuyện bình thường. Thế nên những người gieo duyên với Tây Quân nói thật, họ giàu dữ lắm. Tây Quân đáng lẽ cũng sẽ rất là giàu, nhưng mà bởi vì tôi cho đi nên tôi chỉ để lại sức khỏe và trí tuệ thôi. Tôi đã nói với các em rồi, nhưng mấy em cứ nghĩ Tây Quân bị khùng bị điên à, thì mấy em hãy chuẩn bị, cố gắng làm sao sống cho nó khỏe mạnh, giữ gìn sức khỏe, tập luyện gì đi. Và bây giờ tôi qua đây tôi phải dọn dẹp nhà cửa lại, bởi vì nếu mà cái môi trường sống mà nó không có sạch sẽ, không có diệt khuẩn này kia, nó sẽ tạo ra môi trường ủ bệnh nữa. Mà khi mà qua bên này thì cái người bạn của tôi bài bố nhiều quá, tự nhiên tôi ở đây mà tôi phải dọn dẹp quá là nhiều, tôi còn phải đóng tiền nhà nữa, mà cũng phải dọn dẹp nhà nữa. Cái gì vậy trời? Như là ô xin. Nhưng mà thôi, nói như vậy để các bạn biết, không nghe lời Ti Un thì đến lúc phải lãnh quả báo rồi. Tội ác mà các bạn gây ra cho thiên nhiên động vật nó quá là nhiều. Không thể làm tiên cá được, bởi vì khi các bạn đã dính vô bệnh rồi, con đó nó mà vô người rồi thì khả năng nín thở giảm lại. Bây giờ người bình thường nín thở được có 1 phút mà dính con đó nín thở còn nửa phút rồi, làm sao mà làm tiêm cá, làm sao bơi lặn được nữa. Tiêu nín thở 5 phút nè, giờ tôi có bị dính vô mà bị bệnh đi cũng còn nín thở được 2 phút rưỡi, cũng còn lặn tiêm cá được nha mọi người. Nhưng các bạn thì không, không được. Tại sao cái thời gian qua tôi nói các bạn cố gắng tập luyện để tiến hóa nội tạng thì các bạn không làm? Các bạn nghe những lời nói của bạn bè của mình là tiên cá là khùng là điên, trong khi cái thế giới tiên cá của tôi ở Mỹ, ở những quốc gia khác, họ toàn là những anh chị lớn và họ kiếm được
mấy chục ngàn đô la một năm từ việc bơi lặn tiên cá và những hoạt động môi trường và những hình ảnh PR của họ. Đến lúc phải phán xét rồi. Trời ơi, dịch bệnh xung quanh Tion mà tôi lại thoát khỏi bệnh tật mới ác đấy chứ. Và khi tôi từ quận 3 qua quận 7 ở thì xung quanh Tion, cái bà gần nhà tôi, bà lại dính Covid, bà bán nước. Hả? Các bạn thấy chưa? Các em thấy chưa? Anh đã nói với tụi em rồi. Anh đâu phải không nói. Anh đâu có điên. Anh là người đã thoát khỏi dục vọng, thoát khỏi tham sân si. Nhưng thần quỷ họ thử thách anh, họ muốn anh phải tham. Thì anh đó, anh có tham đó. Anh tạo ra đồ bơi tiên cá cho mấy em đó. Anh có dục đó. Anh cần một tình yêu chân thật. Cái dục của anh cũng chỉ là nhỏ bé thôi, chứ đâu phải anh yêu hết người này tới người kia. Anh đâu có mê sắc dục mấy em. Cái dục của anh là để anh mạnh hơn, khỏe hơn, ăn thịt động vật. Nhưng với lòng từ bi anh ăn thịt động vật, chứ anh không có cái lòng ác đối với con vật mà anh ăn. Anh không giết con vật đó để anh ăn. Cái dục của anh là cái dục cần thiết để cho sự tồn tại cái thân này của anh, để anh nói cho mấy em nghe mà thức tỉnh mà làm tiên cá. Phật còn ăn mặn mà, ngài ấy đâu có chấp vào việc ăn uống, nhưng mà với lòng từ bi mà ăn chay là để cho những người chưa thức tỉnh, những người thân thể chưa sạch, những người chưa có bộ não phát triển đến trí tuệ, chưa có sức khỏe đủ để nhận ra là tình yêu thương rộng lớn đến tất cả muôn loài, thì mình phải tập ăn chay. Thế nên thời phán xét đã đến rồi. Ai như thế nào thì sẽ lãnh được cái quả báo như vậy. Còn anh là tiên cá biết tất cả. Anh đã biết ngày này nhiều năm qua rồi. Anh đã chuẩn bị cho mình một thân thể khỏe mạnh, thoát khỏi miễn nhiễm với tất cả dịch bệnh trên thế giới này. Và anh sẽ đồng hành với những ai đi chung con đường với anh. Và anh cần một tình yêu thương chân thật. Anh cần thấy được nó có sự tồn tại trong con người. Bây giờ anh nhìn thấy con người yêu thương nhau, nhưng hết ngày hôm nay họ yêu người này, qua ngày sau họ yêu người khác. Họ coi tình dục là một trò chơi. Tình yêu chỉ là một sự mua trao đổi thân xác. Đó là con người. Anh là tiên, anh không như vậy. Nên anh mới đẹp trai. Đẹp trai mà mấy em. Vô. Nhưng mà dạo này anh ăn thịt động vật quá mấy đứa ơi. Ăn thịt động vật nó hủy hoại thân thể anh một phần á. Nhưng mà anh phải ăn thịt động vật, bởi vì tình yêu thương mà gia đình anh dành cho anh, bạn bè anh dành cho anh, và các vị Bồ Tát là những con vật đã hy sinh thân mạng của họ để làm thức ăn cho anh. Khi anh ăn họ vào, anh cầu nguyện cho họ. Anh có thể ăn rau, nhưng mà có thịt ăn anh ăn thịt, có rau anh ăn rau, nhưng anh không giết con nào cả là được rồi, đúng không? Anh sẽ chấp nhận sự nhân quả, sự quả báo từ việc ăn thịt của anh. Nhưng anh vẫn là tiên cá, còn các bạn vẫn còn là con người. Chết là ở chỗ đó.